Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua thanh đốm. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiết mục Chính tình quốc tế với bình luận gia Đại Dương và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Chính tình quốc tế với chủ đề quan hệ Hoa Kỳ và thế giới Ả Rập. Kính thưa quý vị, thế giới Ả Rập đã chuyển biến mạnh mẽ, làm cho Hoa Kỳ phải đứng trước các yếu tố rất là phức tạp và càng ngày càng yếu, đã tạo điều kiện cho Iran vươn lên như là một tay chơi ngang cơ. Và trong chương trình hôm nay, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ nhận định về mối quan hệ của Hoa Kỳ và thế giới Ả Rập hiện nay. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Thưa, kính chào bình luận gia Đại Dương cũng như là quý thính giả, khán thính giả của đài SBTN. Iran đã tiến hành cái vụ tập trận tại eo biển Hormuz trong 10 ngày, chấm dứt vào ngày 2 tháng 11. Vậy xin giáo sư sơ lược vài nét chính về cái cuộc tập trận đó. Dạ vâng, thưa Iran thì họ vừa mới có một cuộc tập trận 10 ngày ở trong cái eo biển Hormuz. Để chúng ta phải hiểu rồi, eo biển Hormuz nó là một cái eo biển nó khá hẹp, tự nó đã khá hẹp rồi. Nhưng mà đến khi đến xa ra biển lớn, ra Ấn Độ Dương ấy, thì nó lại còn thắt chặt lại, thì thành ra là Iran họ nghĩ rằng là nếu cần thì họ có thể họ khống chế được hoàn toàn cái eo biển đó. Nhưng cái nguy hiểm của nó là cái eo biển đó nó chuyên chở tới 40% dầu hỏa ở trên thế giới, mà do đó nên nếu mà Iran mà nó chặn được cái luồng chuyên chở đó đó thì đương nhiên nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là bất lợi cho cái thị trường xăng nhớt ở trên thế giới, mà do đó nó đe dọa cái sự an ninh ở trong vùng. Vâng, thưa quý vị, cái eo biển Hormuz thì thực ra nó có cái chiều rộng chừng khoảng 21 hải lý. Và nó có đường nó rất là hẹp, nó có hai len, một cái đi ra một cái đi vào, vì nó hẹp, mỗi len nó từ độ 2 mao. Do đó cho nên cái chuyện tàu bè đi lại ở đó là phải đi theo đúng đường, nếu không thì sẽ rơi vào trường hợp không tốt. Cho nên bây giờ Iran họ muốn là bít cái khóa cái đường đi đó. Nhưng mà vấn đề đó sẽ gặp những cái sự rắc rối, bởi vì không biết họ có làm được hay không thì chuyện đó sẽ tính sau. Nhưng mà thưa giáo sư, là ông tư lệnh hải quân của Iran, ông khuyến cáo là hàng không mẫu hạm Mỹ chẳng nên trở lại vùng Ả Rập. Tại sao Iran lại có cái hành động khiêu khích đó, thưa giáo sư? Dạ thưa, cái để mà hiểu cái vấn đề đó thì mình thấy rằng là nước Mỹ ở trong cái khu vực đó, nó nằm ở trong cái gọi là Central Region, cái vùng trung ương của thế chiến hoàn cầu của Mỹ, và họ có cái hàng không mẫu hạm cũng như là cái hạm đội ở đó để họ đảm bảo rằng là nó có sự đi lại thông thương hòa bình ở trong vùng đó. Thế mà bây giờ tự nhiên Iran mà cứ 6 tháng họ vào, xong 6 tháng họ rút ra, bây giờ tự nhiên Iran lại như muốn chặn cái chuyện đó, thì cứ người Mỹ họ dựa vào trong cái nguyên tắc rằng là ở trong những vùng mà gọi là biển quốc tế đó thì bất cứ nước nào cũng có cái quyền mà đi lại. Thế thì thành ra là bây giờ nó là một cái tình trạng, nếu mà Iran tiến tới với cái lời hứa của họ đó thì thế nào cũng đi đến chiến tranh. Vừa rồi thì họ tuyên bố là họ không có cái ý định để mà khóa cái eo biển lại, nhưng mà trong cái cuộc tập trận họ lại tập dượt cái điều đó. Và khi tập trận dĩ nhiên là một số các chiến hạm của Hoa Kỳ họ lui ra khỏi vùng đó, nhưng bây giờ khuyến cáo là không trở lại. Nhưng vừa rồi thì Bộ Tư lệnh của đệ ngũ hạm đội đóng ở tại Bahrain, họ nói rằng họ có cái bổn phận bảo vệ an ninh cho cái lộ trình đó, cho cái hải trình đó, do đó họ nhất định họ trở lại. Đó là vấn đề tới chấm dứt tại đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sở dĩ mà Iran muốn làm như vậy nhằm hai mục đích. Thứ nhất là họ muốn, họ vì rằng Hoa Kỳ vừa chính phủ Obama hôm thứ Bảy vừa qua thì đã nói rằng mình đặt trong cái lệnh cấm vận liên quan đến tài chính, do đó cái nền tài chính của Iran hiện nay nó đang sao động. Vì thế cho nên Iran muốn chứng tỏ rằng tôi bất chấp, và nếu ông áp dụng cái biện pháp cấm vận thì chúng tôi sẽ là quyết liệt hơn. Thì trong khi đó thì Gian Hải Đại
cũng như là Liên Âu người ta cũng bắt đầu nghiên cứu đến vấn đề đó và xe ra lệnh cấm vận. Nhưng mà Mỹ kẹt một điểm này là nếu cấm vận Iran á, thì có thể làm đóng chạm đến đồng minh của mình. Bởi vì Ấn Độ và Nhật Bản là những người lệ thuộc cái nguồn dầu lửa rất nhiều. Nên vấn đề đó nó cũng còn rắc rối. Thưa giáo sư, thì cái chuyện đó nó lại dẫn sang một vấn đề khác nữa là Hiệp ước Hòa bình Israel-Ai Cập ký năm 1979 đó, đã giúp cho nền duy trì cái nền hòa bình ở tại Trung Đông. Nhưng tại sao tổ chức Hồi giáo, huynh đệ Hồi giáo, họ sắp cầm quyền này, họ hứa tôn trọng cái những cái hiệp ước, nhưng mà họ đòi rằng bây giờ cái chuyện nó phải thông qua cái trưng cầu dân ý thì chúng tôi mới quyết định được. Thì thưa giáo sư nghĩ như thế nào? Dạ vâng thưa, thì thực sự ra là bây giờ họ bị cái áp lực khá mạnh của cái Hồi giáo bảo thủ ở bên đó. Mà cái Hồi giáo bảo thủ ở bên đó thì nó vẫn ủng hộ cho nhóm Palestine chống Do Thái. Thế thì bây giờ cái huynh đệ Hồi giáo cũng như là cái nhóm quân đội bây giờ đó thì họ nói tiếng Anh nó gọi là nói về cả hai bên, nghĩa là làm sao thỏa mãn được cái phía Mỹ là đương nhiên là họ muốn Ai Cập duy trì cái thỏa ước đó, và lại vừa đang cũng lại vuốt ve cái quần chúng để mà không có mất phiếu. Thế thì thành ra là nó là một cái tình trạng nó cũng khá bấp bênh, có thể dẫn đến những cái vấn đề rất là phức tạp sau này. Vấn đề này thì nó cũng, chúng ta hãy nhìn cái huynh đệ Hồi giáo một tí, là trong cái cuộc bầu cử ba đợt vừa rồi thì cái phe Hồi giáo nói chung gồm có huynh đệ Hồi giáo chiếm được khoảng 37% và ông gọi là Hồi giáo quá khích thì cỡ đi 27%, 24%, tổng cộng họ có đại khái khoảng trên khoảng 70% số phiếu. Như vậy thì vấn đề đưa ra là nếu ra trưng cầu dân ý chắc chắn là người ta sẽ đòi hủy bỏ. Bởi vì những người đã ủng hộ phe các cái Hồi giáo quá khích thì họ sẵn sàng họ loại bỏ vì họ cho đó là hiệp ước không có bằng lòng, họ không được bằng lòng. Vì thế chúng ta nhìn thêm một cái điểm nữa liên quan đến này là huynh đệ Hồi giáo đã bị ông tổng thống Hosni Mubarak đàn áp trong nhiều năm, và họ đã dùng trước để họ đã từng bị liệt kê vào danh sách cái tổ chức khủng bố, nghĩa là họ dùng bạo lực nhưng mà họ không chiếm được quyền. Bây giờ họ đổi lại cái phương thức là bất bạo động thì họ lại được cầm quyền. Do đó tại sao mà cứ nhất quyết là đi vấn đề là theo cái luật pháp là bầu cử thì họ cũng chiếm. Rồi bây giờ nếu mà đưa cái vấn đề này ra trước dân chúng thì họ cũng thắng. Như vậy họ thắng bằng cách là bất bạo động hoặc là bằng cách hợp pháp, chứ không đi con đường bất hợp pháp nữa. Và như vậy thì cái chuyện mùa xuân Ả Rập á, theo giáo sư thì làm cho Hoa Kỳ gần hay xa cách hơn với các dân tộc ở Ả Rập? Tôi nghĩ rằng là sẽ xa cách hơn. Thế nhưng mà nó có cái yếu tố rất là thực tế rằng là Ai Cập, nhất là quân đội Ai Cập có sẵn sàng đi đến một cái cuộc chiến với Do Thái mới không? Thì tôi không nghĩ là cái đó thế nào, phải nghĩ lại. Họ vuốt ve cái phe Hồi giáo bảo thủ là một chuyện, chứ mà đi đến một cái bước nó xa hơn, đi đến chiến tranh thì cũng như Iran đi một bước xa hơn đến chiến tranh ấy, thì cũng có thể nói là các quốc gia đó thế nào cũng phải nghĩ lại một phần. Xin cảm ơn giáo sư trong chương trình hôm nay. Đại dương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn kỳ tới. Và sau cùng là bản tin đặc biệt trong ngày với Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh. Kính mời quý khán thính giả theo dõi. Và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp xúc lại ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu về tình hình chính sự quốc tế có liên quan đến Iran. Trước hết xin được kính chào Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin được gửi lời chào đến anh Võ Thành Nhân và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Trước hết là phải nói với anh là như thế này, ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong bài nói chuyện của ông hay là trong cuộc phỏng vấn, trong cuộc họp báo được tổ chức ở tại Ngũ Giác Đài thì ông có nói rất là rõ. Ông nói rằng là cái chiến lược của Hoa Kỳ, cái chiến lược quân sự mới nhắm vào hai cái mục tiêu quan trọng. Mục tiêu đầu tiên là vùng châu Á Thái Bình Dương, và đương nhiên cái mục tiêu kế tiếp là người ta nghĩ ngay đến Trung Đông và Iran. Cảm ơn anh đã đem cái đề tài này ra để thảo luận ngày hôm nay. Đó là cái đề tài về vấn đề Iran thưa anh. Khi mà chúng ta thấy đề tài về Iran được bàn tới thì cái giới quan sát của thế giới nhận định như thế nào về cái
khả năng của Iran hiện nay và cái tai nạn mà có thể xảy ra trong vấn đề mà nghiên cứu vũ khí hạt nhân vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là theo như là những cái nhận định mà tôi ghi nhận được qua báo chí cũng như là qua những cuộc tiếp xúc với lại các quan sát viên chính trị tại thủ đô Washington, thì đây là cái nhận xét của tôi. Tôi gom lại thì tôi thấy có hai điểm. Chứ là nếu tôi là Iran thì tôi không lo. Tôi không lo là bởi vì tôi biết rằng là thế giới hiện tại đang cần cái lượng dầu thô của Iran. Và đặc biệt nhất thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, những quốc gia ở trong Liên minh Âu Châu, tức là những quốc gia nằm trong khối EU như là chữ mà Việt Nam mình hay nói, thì họ đang cần, rất cần Iran, và tất cả những cái dao động nào liên quan đến vấn đề dầu hỏa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của họ. Trong khi đó thì chúng ta có thể nói rõ hơn là nền kinh tế ít nhất là của ba quốc gia. Hy Lạp là một, Italy là hai và Tây Ban Nha là ba. Đó là ba quốc gia đang gặp khó khăn về kinh tế, thành ra họ không muốn có một cái chuyện gì liên quan đến cái chuyện đó cả. Và đó là cái lý do khiến cho Iran phải an tâm. Và cái điểm đó là cái bằng chứng rõ ràng nhất. Ngày hôm nay thưa anh và thưa cùng với là quý vị thính giả, ở tại Brussels là 27 quốc gia của Liên minh Âu Châu gặp nhau. Và cuối cùng là ngay chính chính phủ Hy Lạp bảo rằng là chúng ta đồng ý là sẽ thực hiện, sẽ áp dụng cái chính sách cấm vận đối với lại Iran. Một chính sách cấm vận rất là cứng rắn. Chính sách này được áp dụng bao lúc nào? Không phải là tháng này, mà có lẽ để đến năm sau chúng ta hàng áp dụng. Đó là cái điểm mà họ đâm lo. Và nếu mà tôi là Iran, một lần nữa tôi an tâm. Điểm thứ nhì nữa là nếu tôi là thế giới thì tôi cũng vẫn an tâm. Tôi an tâm là bởi vì sao? Iran đang ở trong cái giai đoạn rất khó khăn. Và hiện tại bây giờ khi nói đến Iran là chỉ có một cái nguồn ngoại tệ duy nhất mà họ có được. Đó là cái nguồn ngoại tệ về dầu hỏa. Và họ biết rằng là thế giới cần họ. Và thế giới cũng hiểu rằng là bởi vì họ cần ngoại tệ, thì họ cũng sẽ không làm gì hơn là những cuộc tranh cãi lời qua tiếng lại như là họ đang làm bây giờ. Mọi sự đều có vẻ ổn định thưa anh. Kính thưa quý vị, là bản tin của chúng tôi và ký giả Nguyễn Khanh. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại vị vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn Khanh. Cũng một lần nữa cảm ơn anh Võ Thành Nhân và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đống xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.